À, xin cảm ơn tất cả quý vị. À, liên tục chương trình văn nghệ xin mời tiếng hát nữ nghệ sĩ Hà Xuyên. Lời nói đầu tiên cho phép Hà Xuyên xin phép được chia buồn cùng với chị Mai và gia đình. À, xin được thể theo lời yêu cầu của chị Mai, Hà Xuyên và anh nghệ sĩ Sơn Di sẽ dành tặng tất cả quý vị một sáng tác của chú Ngô Hồng Khanh, bài ca giọng cổ Cung Đàn Mới. Mời anh Di ạ. Yeah.
con nghĩa dòng dáng trong gió. Tiếng ngàn xưa và tiếng của mai sau, trong khúc khải hoàng ca qua mấy cung mũi tên thần ta nữ ta tay xa ta múa ta mừng ta đón mặt trời lên ta uống cung giang thiên nhạc đàn trung đơn suối reo. Cảm ơn quý vị.